câu hỏi này gần như là câu hỏi thường xuyên em gặp nếu mà đi tư vấn khách hàng. Ngay khi mà gặp cái câu hỏi đấy, em vẫn lắng nghe khách hàng. Thì lúc này em sẽ coi như là mình nhìn thẳng vào khách hàng, mình chăm chú lắng nghe để cho khách hàng, mình giống như kiểu là mình đồng cảm với khách hàng vậy đó. Xong sau đó em vẫn phải là làm rõ lại với khách hàng một lần nữa là không biết chị Linh là chỉ có mỗi là lo lắng là việc là chỉ mỗi cái việc là tham gia là sẽ sợ công ty nó không chi trả, hay là tham gia vào dễ mà tới hồi nhận lại thì khó. Cô lập vấn đề lại đến cuối cùng là bước xử lý. Thì thưa chị Linh, tuy nhiên thì em cũng biết là đâu đó có một số cái trường hợp là cũng là sẽ không có gọi là rơi vào trường hợp giống như chị Linh nói. Thì ở những cái đó thì theo em được biết đó là có thể là do cái người mà gọi là người cái người xảy ra sự kiện bảo hiểm đó thì lại là bên mua bảo hiểm chứ không phải là người được bảo hiểm. Rồi cũng có thể là cái việc kê khai ngay từ lúc ban đầu không trung thực khi mà anh chị đó tham gia vào cái hợp đồng bảo hiểm này. Rồi cũng có thể là cái sự kiện mà người đó xảy ra lại không gọi là không rơi vào đúng cái phạm vi được bảo hiểm. Thì những cái trường hợp đó thì có thể là sẽ không là chắc chắn là sẽ không gọi là không nhận được lại đúng như cái quyền lợi trên cái hợp đồng của mình. Chính vì thế đó thì hôm nay em đến đây đó để em có thể tư vấn gọi là cho chị Linh đúng được những cái quyền lợi mà chị Linh sẽ nhận được, cũng như công ty của em sẽ cam kết đem đến cho chị Linh và gia đình chị Linh luôn ạ.